Trương Vũ Kiếm bị chửi là gã chồng tồi vì xem tỷ tỷ của Chibu như máy đẻ và nghi vấn ngoại tình. Phần đông khán giả đều đánh giá tốt Trương Vũ Kiếm ở phương diện đóng phim, nhưng nam diễn viên lại có cuộc sống riêng tư quá phức tạp, một người chồng tệ bạc, người cha vô trách nhiệm. Trương Vũ Kiếm là ai? Trương Vũ Kiếm sinh năm 1990, tốt nghiệp Học viện Hí kịch Thượng Hải. Nam diễn viên tham gia vai nhỏ trong các dự án truyền hình bom tấn như Lan Gia Bản, Miền Nguyệt Truyện, Huyễn Thành, Mỹ Vị Kỳ Duyên. Tên tuổi của Trương Vũ Kiếm được biết đến nhiều hơn qua nhân vật Ngô Mặc, biệt danh Cool. Trong Anh Không Thể Thích Thế Giới Này, Anh Chỉ Thích Em 2019 đóng cùng Ngô Thiến. Năm 2020, Trương Vũ Kiếm tiếp tục gây ấn tượng mạnh trong vai diễn Hạ Sáng Dương trong Trạm Kế Tiếp Là Hạnh Phúc. Chuyện tình của Trương Vũ Kiếm và Ngô Thư Hân trong phim được khán giả yêu thích hơn cả cặp diễn viên chính. Bên cạnh đó, Trương Vũ Kiếm còn được yêu thích nhờ những phát ngôn và biểu cảm hài hước khi tham gia chương trình giải trí hoặc trò chuyện cùng người hâm mộ. Sina đánh giá Trương Vũ Kiếm vốn là nam diễn viên có sự phát triển tốt trong giới giải trí Hoa ngữ. Anh có tác phẩm đánh dấu tên tuổi, khả năng diễn xuất ổn định, có sức hút trong tính cách, khả năng hài hước khi tham gia show giải trí. Tuy nhiên, việc đời tư xử lý không khéo léo của Trương Vũ Kiếm dần đánh mất tình cảm của công chúng. Sina cho rằng với thành công của phim Anh Không Thích Thế Giới Này, Anh Chỉ Thích Em năm 2019, Trương Vũ Kiếm có thể nhanh chóng trở thành ngôi sao được các nhà sản xuất săn đón. Tuy nhiên, do scandal đời tư, nam diễn viên không được các nhà làm phim coi trọng, giao dự án lớn. Thực tế, trong giới giải trí Hoa ngữ, khả năng diễn xuất không phải yếu tố quan trọng giúp diễn viên nhận vai. Ngôi sao muốn tham gia các dự án lớn phải có lượng người hâm mộ hùng hậu, danh tiếng tốt, nhận được sự ủng hộ của công chúng hoặc có công ty quản lý đứng sau lăng xê. Tuy nhiên, Trương Vũ Kiếm vì danh tiếng kém nên đánh mất nhiều cơ hội. Bị chỉ trích trong tình cảm, theo Sina, trong khoảng thời gian hẹn hò và kết hôn với nữ diễn viên Ngô Thiến, cách xử lý đời tư của Trương Vũ Kiếm khiến công chúng không hài lòng. Ngô Thiến đóng cặp với Trương Vũ Kiếm trong Anh Không Thích Thế Giới Này, Anh Chỉ Thích Em, đề tài học đường trong sáng, lãng mạn, giúp tác phẩm thành công lớn. Ngô Thiến và Trương Vũ Kiếm cũng được khán giả mong mỏi trở thành phim giả tình thật. Sina cho hay, lúc đầu chuyện tình cảm của Ngô Thiến và Trương Vũ Kiếm được công chúng ủng hộ. Tuy nhiên, do không dứt khoát, nam diễn viên đánh mất sự yêu mến của người hâm mộ, danh tiếng của Trương Vũ Kiếm bị ảnh hưởng nặng nề. Dù nhiều lần bị bắt gặp hẹn hò, hai nghệ sĩ vẫn giữ im lặng. Tháng 12 năm 2019, Sohu còn đưa tin Trương Vũ Kiếm đưa Ngô Thiến tới bệnh viện khám thai. Việc Ngô Thiến sinh con với Trương Vũ Kiếm được truyền thông đánh giá là bí mật ai cũng biết trong giới giải trí Hoa ngữ. Tuy nhiên, chính chủ chưa bao giờ thừa nhận, thậm chí lựa chọn không công khai quan hệ tình cảm. Tháng 3 năm 2021, Ngô Thiến bị chụp ảnh bên con. Đến lúc này, người hâm mộ của Ngô Thiến chỉ trích nam diễn viên. Họ cho rằng Trương Vũ Kiếm không đáng mặt đàn ông, trốn tránh công khai quan hệ tình cảm vì sợ gây ảnh hưởng đến danh tiếng và sự nghiệp. Tháng 7 năm 2020, Trương Vũ Kiếm khi trả lời phỏng vấn đã nói mình muốn tìm bạn gái. Sự chỉ trích của công chúng trở thành đề tài bàn luận nóng nhất trên mạng xã hội, buộc tài tử phải thừa nhận đã kết hôn với Ngô Thiến. Tuy nhiên, lời công khai của Trương Vũ Kiếm khiến nhiều người cho rằng anh không đủ chân thành, tài tử không nhắc đến tên vợ mà chỉ nói mẹ của con gái. Yêu thương rồi đi đến hôn nhân là chuyện bình thường, chúng tôi có với nhau một đứa con đáng yêu, xinh xắn, thủ tục pháp lý đều đã hoàn thành. Các bạn mắng tôi không sao hết vì tôi không quen các bạn và cũng không có nghĩa vụ phải cung cấp thông tin cá nhân cho bạn. Chúng tôi lựa chọn giữ kín vì muốn con có không gian riêng để trưởng thành. Đáng lẽ các bạn không nên chụp ảnh con của tôi và công khai hình ảnh đó trên mặt báo. Lần này không bảo vệ tốt con là lỗi của cha mẹ. Mẹ của con gái đang tự trách mình, rất đau khổ, Trương Vũ Kiếm viết. Theo Sina, khi Ngô Thiến và Trương Vũ Kiếm ly hôn, trên mạng xã hội, nhiều bình luận chỉ trích nam diễn viên. Sự nghiệp của Trương Vũ Kiếm được cho là sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Hai năm trở lại đây, nam nghệ sĩ chật vật duy trì độ nổi tiếng khi không có nhiều dự án phim tạo tiếng vang. Nghi vấn ngoại tình, nói lời chia tay đúng ngày Valentine 14 tháng 2 năm ngoái. Cặp đôi diễn viên đình đám của màn ảnh Hoa ngữ đến nay chưa từng đề cập đến nguyên nhân đường ai nấy đi. Thế nhưng CNET đều đổ dồn sự chỉ trích về phía Trương Vũ Kiếm và cho rằng anh quá vô tâm, không trân trọng Ngô Thiến. Ngoài ra, theo một nguồn tin từ người bạn thân thiết của cặp đôi cho biết, nguyên nhân đằng sau vụ ly hôn chấn động là do Trương Vũ Kiếm ngoại tình. Người bạn này khẳng định nam diễn viên đã ngoại tình với một thời gian dài. Đây chính là lý do khiến cuộc hôn nhân của anh và Ngô Thiến rơi vào bế tắc, vì không thể chịu được thói trăng hoa của chồng. Nữ diễn viên quyết định ly hôn để giải thoát cho cả hai. Chưa dừng lại ở đó, một netizen giấu tên khác cũng chia sẻ đây không phải lần đầu Trương Vũ Kiếm thay lòng đổi dạ. Mà trước đó, nam diễn viên đã có khoảng thời gian 3 năm hẹn hò với người bạn thân thiết của netizen này. Thế nhưng về sau, anh lại thay lòng đổi dạ khiến bạn gái suy sụp đau khổ. Được biết từ trước đến nay, Trương Vũ Kiếm nổi tiếng là Mỹ Nam đào hoa, có nhiều mối quan hệ với các diễn viên nữ mà anh từng hợp tác. Bằng chứng là sau khi ly hôn với ngọc nữ màn ảnh Ngô Thiến, trên các trang mạng xã hội còn lan truyền thông tin cho biết anh chàng đang có mối quan hệ tình cảm đặc biệt với nữ diễn viên Châu Vũ Đồng.